Tối nay xác định vị trí đi ngăn chị em. Xong mời về luôn. Chị Thu. Xong mời là về luôn. Mấy giờ rồi chắc tụi mãi đi luôn cho sợ má. Sao rử rồi. Sao dơ. Ủa 6 giờ hồi, quên 6 giờ hồi. Ra đồng hồ ngược. Sao rử. Đồng hồ ngược cũng đâu có 6 rưỡi. Thì nên ra đồng hồ ngược mà chưa 6 rưỡi. Thôi cái kia. Trước giờ có đi nè bạn, mụn ở đâu chưa cô? Dạ rồi. Chị không bớt nè, không? Nè. Dạ. Nè bà có quần em chị nè. Ý là dùng thuốc thì không bớt, nhưng mà tới lúc mà ngừng dùng thuốc thì lại còn mấy. Lên trên lâu, em lên lâu trở về đà con mấy người gì đi sao? Mấy người gì đi vô sao? Bà có quạt em chị cái nè. Đi em đi vô thằng trống á. Giờ điếc kinh lắm. Đau mà đau dữ xong lần luôn. Con đang quay nhà, đưa cô cầm cô quay cho. Con làm giúp em á. Câu nó cũng quay luôn. Cô cứ yên tâm cô về đi, để hai em làm sao hai em về thôi mà. Cứ nãy sao cái à phải dẫn nó đi rồi. Cho bà mẹ mới bị tai nạn xong đó. À. Cô không có nghĩ mà như đây cô tưởng nó đi lên chỉ có hai đứa mới làm thôi. Chắc là nhanh chứ cô nghĩ là. Người ta đã bảo đặt trước là phải lâu rồi. Không ở bên này cứ đặt trước cũng vậy à, cứ tới trước là làm trước chứ. Đam không? Không. Để xin ba ghé qua hả? Mẹ để lại cho mượn một cái máy mà. Xíu nữa mấy chị gọi về cũng được. À mà có đi xe máy riêng đúng không? Ừ, đúng rồi mà em cho ăn nhỏ đấy. Không cho hả? Dạ. Lý do? Không mà em chứ làm trả lời được.
Nó đắp má rồi cô. Em học mì ăn rồi. Dạ dạ cứ yên tâm đi. Nhờ nhà em làm khách sạn nên để không ai coi hả? Dạ. Có tôi mới xái trong tủ kia lá an kìa. Mới xái trong tủ đó. Mới xái. Bên biết thì Giá Thuận không biết đúng không? Mình bía rồi kìa. Treo đăng bu đen mà thấy. Bu đen treo đó. Kiêng cái gì vậy? Tát nó bột một phát thì có ăn như là anh lên cho bật cái quả bột cho một cái mọi người đừng nói sơ mọt á trời cố nè nói chung là tao kinh đó. Con Hiền nó tu thâu luôn theo Hiền. Chị đang số 10 đây nè, chị kêu 10 luôn. Đó, anh ở đây ăn lên trước đi. Hỏi máy giường đó nè.
Dạ, mình tính ra hồi trưa ơ cũng ăn có hộp cơm to tướng, bây giờ ơ cũng thơm á. Cái này 5 luôn hay 5 đấy? 5 luôn, được 15 thôi. 15 à? Ok. 5 đã được 5 luôn. Rồi.